Khánh Thi mang thai lần 3. Khoe ảnh hai vạch, Khánh Thi cũng cho biết đây là món quà bá đạo nhất ông xã Phan Hiển tặng. Sáng ngày 8 tháng 3, Khánh Thi có bài đăng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Đó là dòng thông báo xác nhận mang thai lần 3 của bà xã Phan Hiển. Chia sẻ hình ảnh hai vạch, mang thai, Khánh Thi cho biết đây là món quà bá đạo nhất mà ông xã tặng cô. Món quà bá đạo nhất mà chồng tặng em. Ôi ngày 8 tháng 3 năm 2023, Nguyễn Đoàn Phan Hiển, nữ vũ công hào hứng viết kèm. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ, bạn bè gửi lời chúc mừng tới tổ ấm Khánh Thi, Phan Hiển. Trước đó, vào cuối tháng 1 năm 2023, Khánh Thi từng vướng nghi vấn mang thai khi có bài đăng lấp lửng đón tin vui trên trang cá nhân. Tuy nhiên thời điểm đó, bà xã Phan Hiển phủ nhận việc bầu bí lần 3, đồng thời khẳng định sẽ không ngại công khai nếu thực sự có tin vui. Khánh Thi sinh năm 1982, được xem là nữ hoàng đan sport. Về đời tư, cô có mối tình đẹp với kiện tướng đan sport trẻ tuổi Phan Hiển. Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi, Phan Hiển bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn 13 năm, có với nhau hai người con là Kubi Minh Cường, sinh năm 2015, và Anna Vương Diễm, sinh năm 2018. Ngày 22 tháng 12 năm 2022 vừa qua, đám cưới cặp đôi diễn ra hoành tráng với sự tham gia của hơn 1.000 quan khách, gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Đám cưới cuối năm 2022 của Khánh Thi, Phan Hiển,